nguyên một cái khu trồng bông này nè, là mình toàn là ủ bằng cái rác thải của nhà bếp không, với lại những cái này nè, mấy cái củ rồi này kia, rau đồ hư rồi đó, là mình đều đổ dưới đây. Thì á, năm nay á, qua cái mùa xuân này nè, mình thấy rau mấy cái cây này rất là tốt luôn. Mà thấy không, cái cây này nè, cái cây này là mình, nó vừa lên á là mình chặt mình dột liền á, tại vì không hết trồng cái cây này. Tại hồi trước ai cho rồi mình cũng không biết là cái gì, cái cho cái củ thôi, rồi mình trồng nó lên nè, các bạn thấy không, giờ nó lên bông luôn nè, là mình đã chặt cái hết, mình chặt sơ sát nó luôn. Bây giờ cái nè, đây là David lại đây quay gần gần đây coi, đây là rác nhà bếp nè các bạn, thấy không, mình thấy đây nè đó, hôm bữa lạnh quá nên mình đổ đây đại thôi, đổ đại rồi mình lấy đất mình đắp sơ sơ lên, rồi khi mà mình cắt cỏ đó là cái cỏ mình không có dục đi, mình giữ lại luôn, mình sẽ để lên cái lớp này. Rồi thấy không, nó lên rất là tốt luôn, cây này nè nó trụi lá luôn á, ở đây cây này cũng vậy, bông hồng này cũng vậy, nó rất là trụi lá luôn mỗi năm á. Mà từ lúc mà mình thấy mình ủ cái đất nhà bếp á các bạn, cái rác nhà bếp thì thấy nó lên rất là tươi tốt đó. Cứ là vậy, mình cứ ủ xuống vậy thôi, mình đào một cái lỗ mình ủ nó xuống, ủ nó xuống như nè. Xong mình đậy nó lại. Đó. Thì hai dì rác mình dục không? Thôi mình giờ mình đựng dục, mình đem mình đổn nó xuống đây, rồi mình đổn nó lại. Cái này nó không có hôi gì hết, nó không có làm hôi hôi hết trơn, cái mùi của nó bình thường lắm, tại vì này nó cũng là mấy cái ly ghim đồ hôi, rau củ quả mình ăn thôi, đâu có gì đâu, phải không? Mình thấy nó rất là tươi tốt nha. Ở đây cũng vậy, từ từ thôi David. Đây, cái này nè, hôm bữa mỗi năm nó lên, nó cái bông nó lên cao á, mà mình cũng vậy, mình hài, tại vì cái rễ của nó nhiều nên mình á, mình gơm mình dục, mình nhổ rồi mình dục, mình chừa được con bụi thôi. Hôm bữa mình cắt cỏ, mình cắt nó sơ sát luôn, nhưng mà mình cũng ủ cái đất rác nhà bếp nè anh chị em, các bạn thấy ngay đây nè, thấy không, đây toàn là đất rác nhà bếp, không là mấy cái này nè đó, mình đổ dưới đây thì mình che nó lại, đây cũng vậy nè, nó còn đây nè đó. Thì mình sẽ lấy đất mình đẩy nó lên, mà nó lên rất là tốt luôn á, phải nói là rất là tốt luôn. Mình chịu khó ha, chịu khó mình giữ lại, mình lấy cái hộp nào mà có cái nắp á, mình lấy cái hộp nào có cái nắp á nha, mình bỏ nó vô rồi xong mình đậy nó lại thì nó không có mùi hôi trong nhà đó, thấy chưa, rất là tuyệt vời luôn á. Coi năm nay nè, chưa gì mà nó lên thấy mê không, quá trời luôn này, thế này nè, nó lên rất là tốt luôn. Thì ở đây á, là cái cách mà mình ủ rác nhà bếp cho mấy cái cây trồng, cho mấy cái mà bông qua rồi kia, thì mình ủ trực tiếp với gần cái gốc của nó luôn nha các bạn. Ủ gần cái gốc rồi mình lấy đất của nó mình đè, mình đẩy nó lên thì tự nó phân hủy thôi đó, nó rất là tốt đó các bạn. Thấy cái cây này nè, đó, rác nhà bếp á, là hồi trước mình có một cái giống như một cái hùng của nó vậy á, nhưng mà nó không có cái đáy, là mình ủ nó chỗ này nè, đây nè, mình ủ nó ở đây đó, thì nó cái chất đó đó các bạn, mình nó đi ra vào cái cây này nó rất là tốt luôn, thiệt sự rất là tốt. Cái lúc đó mình ủ á, là mình sẽ đổ ở dưới là một lớp đất, sau đó là một lớp rau kêu bằng gì, rác nhà bếp, rồi một lớp đất. Cứ mỗi lần á mà mình đổ một hao rác xuống á thì mình sẽ đổ một lớp đất, cứ vậy hoài á, mình làm chỗ này, góc này nè đó. Bây giờ cái hùng đó nó bự quá trời bự luôn, nó ăn hết cái chỗ đó, nên á là mình sẽ dẹp cái hùng đó rồi, giờ mình mới ủ qua bằng cái hùng này. Cái hùng này nó có cái đáy dưới đây đó, mình chế nước vô, mình lấy cái nước của nó mình tưới đó. Thì có hai cách, mình làm hai cách như vậy, mình thấy rất là hay luôn, nên xin chia sẻ với anh chị em và các bạn.
Thì Dung cũng coi mấy cái video của mấy anh chị các bạn, thì mỗi người có một cách khác nhau đó, thì cách này mình cũng học được, cũng do có một người chị chỉ cho mình á. Rất là thành công luôn á, mình thấy cây trời ơi năm nay nó tốt chưa gì mà nó ngon lành cà nào luôn á, nó ra quá trời ra luôn, trời đẹp quá nên mọi người ta cắt cỏ. Thì thôi giờ video của Dung xin kết thúc tại đây nha. Cảm ơn tất cả anh chị em và các bạn đã xem, và hẹn gặp lại video sau. Ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh, thích video này thì cho mình xin cái like và chia sẻ nữa nha. Cảm ơn rất là nhiều. Chào tạm biệt.